Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng luôn. Và hôm nay HNT sẽ làm về một cái con rồng mới cho các bạn xem. Đó chính là, đây, cái chú rồng mà ốm nhôm, cao ngồng giống như là cái con ngựa vậy. Nhìn rất là đẹp luôn. Và con này đẳng cấp LVR nha các bạn. Xem nào, nhìn khá là đáng yêu và dễ thương luôn đấy. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ vuốt ve cái chú rồng mới này xem nó như thế nào nào. Wow, chú ấy đứng bốn chân rồi nhìn rất là hổ báo trường mẫu giáo luôn đấy. Và mọi người muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng mới này thì hãy comment bên dưới video nha. Wow, khi lên level 4 thì chú ấy vẫn cái chiêu gọi là đứng rất là oai hùng luôn. Tiếp theo là cho chú ấy lên level 7 xem nó sẽ như thế nào nha các bạn. Wow, lông lá rồi là đầy đủ rồi. Và bây giờ thì chú ấy sử dụng một cái âm thanh giống như là ngựa hí vậy. Nhìn rất là đẹp luôn. Ồ, và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng này thì hãy comment bên dưới video nha. HNT sẽ kiếm một cái tên thật là hay đặt cho cái con này giống như là Thiên Lý Mã ha các bạn. Ok, thử đặt cho nó là Thiên Lý Mã xem. Thiên Lý Mã. Đó, bạn nào có cái tên nào hay hơn thì hãy comment bên dưới nha. HNT sẽ sửa cái tên này lại cho nó hấp dẫn. Và bây giờ thì HNT sẽ ôm cái con rồng mới này đi chiến đấu cho các bạn xem đây. Mọi người hãy cùng mình đi theo dõi những cái chiêu của cái chú này nào. Và wow, bây giờ thì chúng ta sẽ để cái con rồng cấp E này ở lại và ôm cái con rồng mà mới level 11. Mình cho nó lên level 11 các bạn à. Và đây là cái con rồng Thiên Lý Mã của mình. Đó, nhìn rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi solo nào. Trận đấu đầu tiên sẽ đấu với một anh bạn level 47 luôn nha các bạn. Ok, con búp bê. Trận này chúng ta đấu với con rồng 4 đầu level 24 và hai con rồng kia là hai con rồng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Và bây giờ HNT sẽ đưa con rồng phù thủy của chúng ta ra. Đây, rồng phù thủy rất là xinh trai và đáng yêu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu của rồng phù thủy, đó chính là tuyệt chiêu mặt trăng. Yeah, bàn tay pháp thuật của chú ấy vừa bung ra một cái luồng ánh sáng khá là căng, làm tem bạn mất đi 6.900 máu. Tem bạn không hề chịu thua, đã sử dụng tiền chiêu ô 14.000. Căng quá các bạn ơi, con rồng 4 đầu này nó quýnh ra một cái chiêu rất là kinh khủng luôn đấy. Máu chúng ta hiện tại bây giờ chỉ còn lại 7.700 thôi. Cái này là phải kêu anh Du Kinh Công ra để bảo kê chút xíu. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu bình thường thôi, đó là tiền chiêu đinh ốc đi các bạn. Sát thương gây ra của Du Kinh Công cho rồng 4 đầu là bao nhiêu đây? 16.000. Wow, quá đã luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ đưa cái con rồng mới ra để ăn hiếp lại cái con rồng 4 đầu này mới được. Con rồng 4 đầu tên bạn tên là Happy. Happy có nghĩa là vui vẻ đấy các bạn. Xem nào, bây giờ Thiên Lý Mã tấn công. Chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Đây là tuyệt chiêu đóng băng. Wow, chú ấy gọi là tạo ra một cái luồng khí lạnh xông thẳng vào người tên bạn và buộc con rồng 4 đầu phải lên đường. Tiếp theo là con rồng gì đây? Ây da da, con này cũng khá là đáng yêu đây, mà HNT cũng có con này nữa các bạn. Ô, tuyệt chiêu đóng băng của chúng ta bị giam chiêu rồi, không có bún được. HNT quyết định đưa rồng phù thủy ra để bảo kê lại cái khu vực này. Rồng phù thủy tấn công, bàn tay ma quái của chú ấy đã bắt đầu xuất hiện. Và một dòng sấn ốc vừa xảy ra, con rồng này nó bị mất. Ồ, nó chỉ còn có 4.086 máu thôi, tên bạn không hề chịu thua, đã phản công lại. Wow, HNT chỉ còn lại 2.900. Nhưng mà mình đoán chắc rằng con rồng này không thể nào chịu nổi cái chiêu này của mình nữa rồi. Bàn tay ma thật. Yeah, 8.740 điểm luôn. Tem bạn buộc phải ngã xuống và bây giờ tới con rồng hai sừng. Ô dao, chú rồng hai sừng kia, chú ấy đã hạ gục con rồng phù thủy của chúng ta rồi các bạn, với một cái cú đá móc cực kỳ đẹp. Xem nào, bây giờ HNT chỉ còn lại ồ, Thiên Lý Mã chúng ta nhìn rất là đáng yêu luôn. Nhưng mà quýnh với con này thì mình nghĩ là quýnh không lại. Nhưng mà quýnh không lại cũng vẫn phải quánh chứ không thể nào mà làm lơ được. Tấn công nào. Wow, chú ấy vẫn tạo ra một cái cơn sóng nhìn rất là đẹp luôn. Ây da, 10.000 máu. Thiên Lý Mã của chúng ta vừa về thành dưỡng sức. Bây giờ chỉ còn một mình anh Vua Kinh Công. Và anh Vua Kinh Công sẽ dùng tuyệt chiêu Cách Sơn Đã Ngu. Đó là tuyệt chiêu cây kiếm từ trên trời lao xuống. Và 42.900 điểm máu đã thuộc về team HNT Channel. Victory, một trận thắng đã thuộc về team HNT khá là nhẹ nhàng luôn đấy các bạn à. Bây giờ thì khi mà chúng ta đấu thêm một trận nữa, chúng ta sẽ được 3 viên game
Game dạo này rất là khó kiếm luôn. Nó ra cái advent gì mà rất là khó kiếm game. Wow, hai con rồng cấp huyền thoại luôn kìa các bạn ơi. Một cái chú rồng pháp sư giống như chúng ta, ở một rồng hồ thủy chứ. Và một cái con rồng này giống như là rồng chim ưng vậy, nhìn rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa cái chú đẩy rồng phù thủy ra để tấn công. Sát thương của rồng phù thủy gây ra sẽ là bao nhiêu đây? Tấn công nào! Một bàn tay ma quái vừa xuất hiện và sát thương gây ra là 17.000. Oh my god, nó quýnh căng quá, nó quýnh căng đứt dây đàn luôn các bạn ơi. Ây, rồng pháp sư, ủa rồng, con rồng chim ưng tên bạn tới rồi, 17.000 nó cũng đam lại như vậy luôn, không hề thua kém tên mình. HNT thấy không ổn nên là đặt đưa cái rồng và phù thủy chúng ta đi về và đưa vua kinh công ra để bảo vệ lại khu này mới được. Vua kinh công hãy sử dụng tuyệt chiêu nào, chú ấy sử dụng tuyệt chiêu mặt trời để giảm máu tên bạn. Sát thương gây ra sẽ là bao nhiêu đây? 19.550 điểm, tên bạn chỉ còn lại 5.957 và ánh sáng vừa phát ra từ ngực của chim ưng luôn. Lượng máu mất khá là cao. HNT thì không hề chịu thua, quyết định đưa rồng phù thủy ra để hạ gục cái con này. Tấn công nào rồng phù thủy. Yeah, chú này lên đường như mình là cái chắc. Tuyệt chiêu đam 15. Mình thấy con số 15 rồi, 15.996 điểm luôn. Wow, và bây giờ là hai con rồng phù thủy đấu với nhau. Ây da, nó chưởng mình bàn tay ma quái kìa các bạn ơi. 8.600 luôn, thật là kinh khủng. Rồng phù thủy tên bạn vừa hạ gục ngay con rồng phù thủy của tên mình. HNT quyết định đưa con thiên lý mã ra để cởi tên bạn. Tấn công bằng tuyệt chiêu băng nào? Mình rất là thích chiêu của con thiên lý mã này. Mặc dù mình biết nó sẽ quýnh không lại con phù thủy, nhưng mà vẫn đem nó ra chiến cho vui. Lại bàn tay ma quái, một cái luồng ánh sáng màu xanh cực kỳ đẹp đã hành sát cái con thiên lý mã của mình. HNT quyết định đưa vô vua kinh công. Đây là siêu vua. Vua mạnh nhất trong các vua luôn. Tấn công nào vua kinh công. Hay hộ báo cho mẫu giáo ghê chưa. Lên đường 40.000 đam luôn các bạn. Ai rồng cấp H mà bị mình quýnh dinh 40.000 đam, rất là kinh khủng luôn với sức mạnh của vua kinh công. Victory, bởi vậy là vua kinh công có thể bảo kê được cái mọi thứ luôn rồi đấy. Xem nào, và bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu thôi. Wow, level 47, 48 nhóc hết luôn. Bây giờ chúng ta, HNT đang ở level 47, cho nên solo với những anh bạn toàn là những anh bạn đẳng cấp không rồi các bạn ơi. Wow, tình hình này khá là căng đây. Hồi ơi, 17.000 đam cần các bạn ơi, không thể tin được cái con này nó quýnh mình. Nó quýnh mình một hit một 17.000 luôn. Ơi khoan, vua kinh công tuyệt chiêu của chúng ta được đam. Tuyệt chiêu này là tuyệt chiêu mặt trời. Tấn công nào vua kinh công, cho tên bạn thấy sức mạnh của cậu nào. Wow, một hit một thôi. Yeah, 35.000 luôn các bạn à. Tên bạn buộc phải ngã xuống, vì đây là ba con rồng cấp huyền thoại cho nên mình không thể nào quýnh sơ sẩy được. Trận này phải buộc phải vua kinh công phải ra chiến đấu thôi. Ây da, không ổn thật rồi các bạn ơi. Cái con này level 25. Để xem chiêu nào mạnh nhất của con rồng pháp sư phù thủy. Ok, rồng phù thủy sử dụng tuyệt chiêu 7 màu nào. Bàn tay ma quái sẽ gây sát thương cho thần mộc bao nhiêu đây? 9.000. Và tên bạn đang cố gắng phản công lại mình với tuyệt chiêu nước. 8.000 các bạn ơi, chúng ta 9.000 hơn 8.000 rồi, vẫn tiếp tục chiến đấu nào. Lại một chiêu nữa, tên bạn sẽ mất bao nhiêu máu đây? Ồ, 7.774 điểm luôn. Ba con số 7, tên bạn chỉ còn lại 1.000 thôi. Wow, tình hình đang nghiêng về team HNT Channel rồi các bạn à. Tấn công nào vào rồng phù thủy. Con rồng này rất là trâu luôn đấy, không thể tin được. Nó hơn mình có 5 level mà nó trâu kinh. Wow, nó lại tấn công mình nữa kìa. Sát thương gây ra của mình dằn dắt luôn rồi các bạn ơi. Ây da da, bây giờ là đang ngang tài ngang sức ư? Không phải rồi. Team bạn còn một cái con nữa mà nó level 30 lần. Rất là căng thẳng luôn. Thiên lý mã tấn công, sử dụng tuyệt chiêu của cậu nào. Wow, tuyệt chiêu đóng băng của thiên lý mã đã gây sát thương cho thần mộc của tên bạn ngã xuống rồi. Bây giờ là thầy ơi, con này level 30 và máu nó tới 33.000 các bạn à. 33.000 luôn đấy, không phải con số nhỏ đâu. Dù kinh công xuất hiện, về chú ấy có thể hạ gục cái con này hay không? Tấn công, sức sát thương sẽ là bao nhiêu đây? Xiên giáp nè bé, 24.000, nó thuộc về team HNT Channel. Và bây giờ là team bạn phản công lại kìa. Ây da, quá tuyệt vời đi các bạn ơi. HNT vẫn còn sống và tiếp theo HNT sử dụng tuyệt chiêu mặt trời để hạ gục cái con rồng bốn đầu.
Chúng ta chỉ còn đúng 6.000 máu, vỏn vẹn 6.000 máu. Tem bạn chỉ cần quýnh một cái nữa là coi như HNT văng vách liền. Nhưng là rất là may mắn cho mình luôn. Dường như càng cao thì tem bạn khá là mạnh đấy. Và tiếp theo HNT sẽ đối phó với một cái tem như thế nào đây? Một con cấp H. Hên quá, chỉ có một em level, một em siêu trâu cấp H thôi các bạn à. Em này thì chúng ta có thể quýnh nhẹ nhàng được, giống như là sử dụng cái chiêu đây, cách sơn đã ngu. Tấn công nào, thì chiêu cách sơn đã ngu, xuyên giáp con trâu. Ây da, không được rồi. Cái con level 22 nó hút cái chiêu đó của mình rồi. Nó có cái chiêu đó cho nên nó hút làm no down mình luôn. Và bây giờ HNT quyết định sử dụng cái tài chiêu mặt trăng. Tấn công nào, vô kinh công sát thương gây ra sẽ là 15.987 điểm. Tem bạn chỉ còn lại 8.199. Tem bạn đang cố gắng phản công và không hề thua kém. HNT quyết định sẽ đổi rồng phù thủy ra để bảo kê lại cái khu này mới được. Tấn công nào, rồng phù thủy sát thương của cậu gây ra với cái con siêu trâu này sẽ là bao nhiêu? 8.247 điểm các bạn à. Tem bạn buộc phải ngừng lại rồi và đưa cái con rồng. Ồ, rồng bậy cái gì? Cái rồng này nó có 2 màu, 3 màu, 4 màu, tính ra nó cũng nhiều màu quá chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ quýnh nó như thế nào đây, sử dụng cái chiêu. Đây, rồng phù thủy sử dụng tuyệt chiêu 7 màu và sát thương gây ra cho cái con rồng tè tên này là bao nhiêu? Ồ, nó còn 2.400 các bạn ơi. Để con thiên lý mã mình ra quýnh là vừa tầm rồi đấy. Đây, thiên lý mã xuất kích. Và tuyệt chiêu của thiên lý mã là tuyệt chiêu đóng băng. Bung lộ nào thiên lý mã ơi. Sát thương nghe. Ây da, thợ có 2.100 thôi hả? Không quýnh thằng nhỏ văn vách luôn đi, trời nó chi miếng máu vậy. Nó phản công lại là ăn hành. 5.200. Và bây giờ HNT buộc phải đưa rồng phù thủy ra để hạ cái con này rồi. Không còn cách nào khác. Wow, bàn tay ma quái vừa gây ra sát thương 6.447 điểm. Tem bạn sẽ xuất hiện con rồng cuối cùng. Con rồng này là hệ rồng giống như rồng lửa vậy các bạn. Người nó bốc toàn lửa. Lấy nước dập lửa. Hãy xem tuyệt chiêu của rồng phù thủy đây. Nước đâu dập lửa. Chú rồng này banh sát rồi. Lại một chiến thắng nữa. Quá đã luôn. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ solo với một anh bạn nữa coi nào. Hiện tại thì đấu với cậu này luôn đi, level 47 luôn cho nó ngầu. Quánh rồi là trận này không biết sẽ gặp ai đây các bạn. Wow, hai con cấp H. Biết lắm mà tên bạn có hai con cấp H. Con này khá là xinh trai nè các bạn. Chim ưng đấy. Chim ưng hay đại bàng nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa con rồng phù thủy ra để bắt xê trước. Và tiền chiêu bắt xê đầu tiên của chúng ta sẽ là tiền chiêu nước nha các bạn. Tấn công nào, mây mưa sấm chớp vừa xảy ra, tắm rửa sạch sẽ cái con rồng này luôn. Nó làm như là nó ở dơ lắm vậy đó. Đó, đam 5.500 luôn kìa. Đúng là chú khá là lợi hại luôn, mới tắm cho chú mà bây giờ chú quýnh anh như vậy đấy. Tiếp tục nào, rồng phù thủy tắm rửa cho tem bạn. Mây mưa lại xuất hiện nữa, bây giờ tem bạn chỉ còn lại 2.500 máu thôi các bạn à. Lại 5.000 mấy máu, nó quýnh mình như phin luôn đấy. HNT quyết định đưa cái con rồng à. Thiên lý mã, đây, tấn công nào, con ngựa trời, xúc đi. Và tuyệt chiêu băng vừa bung lửa luôn, sát thương gây ra sẽ là 2.000. Ồ, có 2.200 thôi à, nó còn lại 200 mấy điểm máu mới ghê đấy chứ. Ồ, con này nó quýnh mình có một cái, một lại chết ngắt rồi các bạn ơi. Thiệt là không thể tin được, khâm phục, khâm phục, chú quýnh anh lợi hại quá. Bung lửa nào, rồng phù thủy và sát thương của rồng phù thủy lại tắm rửa cho cái con rồng này nữa. Mình tắm rửa cho nó mà nó không biết cảm ơn mình, nó quýnh mình không à. Wow, rồng gọi là huyền thoại chim ưng tới rồi. 14.000 máu sát thương thật là kinh khủng. Bây giờ một mình vui kinh công phải cân hai con rồng cấp H các bạn à. Level 24, hai con luôn, nếu như cộng dồn lại là hai con này nó level nó cao hơn mình luôn đấy. Nhưng mà không sao, HNT một mình chấp hai, chuyện nhỏ thôi mà. Sát thương gây ra dành cho cái con chim ưng này sẽ là bao nhiêu đây? Xuyên giáp 21.000. Tem bạn không kịp ngáp luôn các bạn à. Và bây giờ là tới con rồng phù thủy. Phong vô thủy tem bạn. Ồ, không hề thua kém, chú ấy tắm rửa cho vua kinh công của mình. Dường như chú ấy chê con vua kinh công của mình ở dơ quá, nên chú ấy sử dụng tiền chiêu nước để tắm rửa cho mình luôn. Và bây giờ HNT phản đòn 39.842 điểm, buộc tem bạn phải chấm dứt ngay cuộc chơi. Victory. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook để ủng hộ cho HNT Channel nha mọi người.
Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Wow, và mọi người muốn mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái gì thì cứ việc comment bên dưới nha. HNT sẽ làm cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.